Cháu nha nha, bữa nay hai cô cháu mình đi bắt ếch cả nhà ơi. Mình đi bắt tay không, cháu mình nó đi bằng máy kích cá nha cả nhà. Nhái quá kêu cả nhà ơi. Thôi để mình ngưng máy mình đi bắt cho cả nhà xem nha. Ếch quá kêu cả nhà ơi. Đây con đầu tiên cả nhà. Nước mưa này nó quá trời nó đục rồi. Nhũ dưới đây nè cả nhà. Nó thấy nhũ nè. Dính nè, dính cả nhà. Đây con đầu tiên nghe nhà. Nãy giờ mình bắt lặn 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 không cả nhà ơi, mình không có quay luôn. Bỏ mấy khúc mà mò cả nhà không thấy, lặn xuống mất tiêu, lặn xuống mất tiêu, nước đục quá đục rồi. Dính rồi cả nhà. Hai con rồi. Nãy giờ quá nhiều luôn mà cặp không mà cái ơi. Nó lặn xuống mất tiêu, nước đục ngầu cỡ này. Mò không được rồi mình không có quay luôn cho cả nhà xem. Đây 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 mình đó. Thôi, xíu chạy rồi. Đây mình cặp lúc này luôn cả nhà. Đây con cả nhà. Một số chắc vô hang nữa gì trời, hay giữ người ta cái hang luôn mà. Phải không? Không phải. Ồ ếch cái cả nhà ơi, ếch cái này quá đã cả nhà, hay chưa? Thầu ếch cái quá trời đã luôn cả nhà, nhìn cái nè đó. Bự nghe nha, khổng lồ ếch cái luôn nè. Ừ rồi hết sức bự luôn cả nhà ơi, coi nè. Ô còn gì bằng nữa trời, quá đã. Cái hết sức ếch cái khổng lồ luôn. Ê đây không biết nữa. Ơi ơi chết rồi, chết rồi, quá mạnh rồi. Hết sức ếch nè, chắc không vừa luôn chợ. Ôi đây cặp ếch luôn cả nhà. Cặp nãy anh bắt hai lần mà không được, mình kêu con cháu lại nó test dính à. Còn bây giờ cặp này cặp khác nữa cả nhà, tức quá tức rồi. Cặp nãy con cháu mình nó
nó tét dính cặp chà bá luôn. Ếch đây, ếch cặp là ếch to không cả nhà ơi. Nó lặn nữa nè, mà cặp đường bờ nó lặn xuống là vô phương. Nó cặp đường bờ coi. Đây đây, thấy rồi cả nhà. Đến bật đèn sáng cho cả nhà xem. Đó. Nó nằm đây nè cha. À. Rồi. Cặp này không được bự cả nhà ơi. Đó. Cặp này không được bự nha cả nhà. Đây cặp nữa vậy nè, ăn còn gì ta. Rồi mệt xuống nữa rồi. Chết rồi. Mệt. Xuống nữa chắc vô phương nữa rồi. Lót mắt lên đỡ con không lót. Quá trời ếch nó kêu. Rồi thấy liền con luôn á. À, cái mà mình bắt không được mình cũng bỏ luôn cả nhà. Mình không có đăng video bắt không được lên cả nhà. Đây nè. Khó thấy nước quá đục rồi. Với cái ba tắc xới vậy nè. Đây nè. Ơi. Nhà nó nằm trên gò nữa nha. Nằm ở dưới nước thì vô phương nữa đó. Thì còn cái nhà. Giống cặp quá ta. Còn một. Lót đầu lên mệt nữa. Mệt ngay lỗ này luôn nè, ngay lỗ này luôn đó nha. Đất này sới nó nhủi hay quá. Nhìn con nhỏ nha. Gặp ở đây nè. Dính còn cả nhà. Chết trơn nhảy rồi. Thấy chưa? Nhát quá nhát. Đây cặp cả nhà thôi. Xin đừng mệt nha. Mệt là mất dấu nữa.
một rồi, còn lợn mắt cả nhà ơi. Còn lợn mắt chút chớp mất luôn rồi. Còn cái quá bự rồi, nhào hết cái nè, hết sức hết cái luôn, cà bá, rồi, mấy con, lúc này tập cả nhà ơi, 100 mét vậy. Quá xa, đi cái cặp này mỏi giò luôn á. Còn một cái gì tợ cả nhà, giỏ ló nè nha. Ừ, cặp cả nhà, cá bự cả nhà. Ý, trời ơi. Thì cặp này mỏi giò luôn. Mình bắt con này nữa ngưng cả nhà ơi. Đi cũng mệt quá. Cái này lớn tuổi. Ngày mình làm cây, tối mình đi sệt rồi đi bắt ếch cả nhà ơi, bởi vì mệt mỏi mà xuống sức quá. Còn một nữa nha, rồi luôn nó ố luôn rồi. Nè mình cho cả nhà xem ếch cả nhà, nè mình chắc được 2-3 kg vậy. Nha. 2-3 kg nữa nha. Dưới mình bẻ 2 trái đầu bắp mình ăn sống cả nhà. Mình đói bụng á. Nãy mình bẻ 4 trái giờ còn ăn lại còn 2 trái. Thật nhiều ếch nữa nha, 2-3 kg vậy. Thôi video cũng tới đây đã ngưng nha nhà. Cả nhà nhớ xem cho mình 1 like và đăng ký kênh và chia sẻ nha. Để mình có cái động lực ra video mới cho cả nhà xem nha.